Rồi. À, cái món mít luộc của mình ngày hôm nay thì mình đã sơ chế, nó đã là khâu đầu tiên. Và hôm nay là khâu tiếp theo là mình sẽ chế biến. Đây là tỏi. Mình sẽ thử tỏi và thơm. Không cần quá vàng, mình chỉ thử với tỏi nó thơm lên thôi. Mình muốn cắt ra thì cắt, mình muốn để nguyên miếng thì là để. Có thể mình cắt ra nó hơi nhỏ hơn thì mình sẽ dễ. Thấm gia vị dễ hơn. Rồi, đây là nước dừa. Nước dừa mình để một ít nước tương mặn vô. Chúng ta sẽ kho ở trong nước dừa này khoảng lửa vừa vừa riu riu thôi, đừng có lo lửa to quá. Mình sẽ kho khoảng chừng riu riu khoảng 30 phút. Mình cắt ra đi cho miếng mít nó thấm. Mình kho rượu lâu nó thấm hương vị vô. Nước gì năm dẹp rồi con ơi, về nhà uống. Đi xiết về nhà uống. Nghỉ rồi, dẹp rồi, mấy đứa nó quậy quá, về năm dẹp rồi. Rồi mình sẽ hầm cái nồi kho này trong vòng 30 phút. Mình dặn lửa nó vừa thôi, đừng quá nhỏ, đừng quá lớn. Khi cái độ sôi của nó liu riu như vậy thì nó sẽ thấm cái miếng mít ngon hơn. Nó rượu nhưng mà nó sẽ thấm rất là ngon. Rồi, cái nồi mít kho của mình hầm được 30 phút rồi, mình sẽ tắt bếp nha. Mình hầm trong lửa rất là nhỏ gọn. Thì nhìn cái nồi mít kho của mình ngon không mọi người? Rất là hấp dẫn. Ở trong đây mình để vài cái nấm rơm. Nhìn rất là ngon và hấp dẫn ha mọi người. Rồi, mọi người có xiên thì chế biến món mít luộc này kho để ăn nha. Khi mình kho một nồi như thế này thì mình sẽ ăn được vài ngày. Nếu mà mình ăn không hết thì mình chia cho vài người bạn bè bà con gì đó cùng ăn với mình nha, thưởng thức. Thì nó cũng có một cái hương vị đặc biệt của nó lắm, cho nên ăn cũng có thể nghĩ là ngon cho những người ăn chay thôi. Rồi, chúc mọi người cùng làm với mình và thành công, là một ngày mới vui vẻ, sức khỏe dồi dào, cuộc đời này đầy tươi đẹp. Nguyện cho hòa bình thế giới, nguyện Nam Mô Tây Phương Cực Lạc thế giới, đại từ đại bi hào quang của Đức Phật A Di Đà soi rọi khắp mười phương, cứu độ chúng sanh bỏ ác theo thiện, ăn năn sám hối những tội lỗi mình đã làm trên mặt đất này suốt bao nhiêu kiếp rồi mình cũng không biết. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ sám hối để nguyện như vậy đó, cho mọi người cùng được hòa bình, cơm no áo ấm, hạnh phúc an lạc tràn ngập, dịch bệnh qua đi. A Di Đà Phật.